Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Hà Nội CPA Australia Care Expo 2018 nhằm tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm hơn. Vietinbank cũng có mặt tại sự kiện này với gian hàng tư vấn và quảng bá hình ảnh của mình đã tạo được ấn tượng và thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham dự. CPA Australia là một trong những tổ chức nghề nghiệp kế toán lớn nhất thế giới và là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất tại Australia với lịch sử hoạt động gần 130 năm. Đây là lần thứ tư sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam với mục tiêu chính là tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, đem đến cho các bạn sinh viên cơ hội giao lưu trực tiếp với các doanh nghiệp để từ đó có thể tìm hiểu các cơ hội thực tập và xin việc sau khi ra trường. Các doanh nghiệp được chọn lọc tham dự chương trình đều là các công ty kế toán, kiểm toán quốc tế, các ngân hàng trong nước và quốc tế và các công ty tuyển dụng có uy tín. Với định hướng đối tượng là các bạn trẻ sinh viên sắp tốt nghiệp, đây là cơ hội lớn cho Vietinbank quảng bá hình ảnh, thương hiệu tuyển dụng đến với các ứng viên tiềm năng, trong đó có những sinh viên xuất sắc từ các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài, cùng các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng. Sau bài phát biểu khai mạc của ban tổ chức sự kiện, các bạn sinh viên đã được tự mình đi tìm những công ty, doanh nghiệp mà các bạn muốn tìm hiểu. Bên cạnh các thương hiệu như KPMG, E&Y, gian hàng của Vietinbank là nơi tập trung nhiều bạn sinh viên nhất. Với tinh thần trẻ trung năng động, đội ngũ tư vấn viên của Vietinbank đã đặt ra cho các bạn sinh viên những câu hỏi về Vietinbank, qua đó giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về ngân hàng. Bên cạnh đó, các câu hỏi về cơ hội làm việc dành cho sinh viên và ứng viên chưa có kinh nghiệm cũng được đội ngũ tư vấn giải đáp nhiệt tình và vui vẻ. Sau mỗi câu hỏi hoặc câu trả lời, các bạn sinh viên còn nhận được những phần quà kỷ niệm mang thương hiệu Vietinbank. Tất cả đều diễn ra trong không khí vui tươi và thân thiện. Sau phần tham quan các gian hàng của các doanh nghiệp và công ty tuyển dụng, các bạn sinh viên bước vào tọa đàm với phần chia sẻ kinh nghiệm từ những diễn giả là những chuyên gia uy tín. Với việc đem hình ảnh của mình đến gần hơn với các bạn sinh viên, Vietinbank tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình vững bước phát triển trong tương lai. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.